Tại cuộc làm việc về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới diễn ra vào sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh hoạt động kiểm định phải hợp lý, khoa học, hiệu quả nhất, từ đó giảm chi phí xã hội cũng như là phiền hà cho người dân, tránh tình trạng trục lợi. Dự thảo nghị định có một số điểm mới, quy định chặt chẽ và tách bạch chức năng cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị cung cấp dịch vụ công. Bộ Giao thông Vận tải quy định tiêu chí, điều kiện về tổ chức bộ máy, trang thiết bị, quy trình đăng kiểm để địa phương có căn cứ thực hiện. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải xem xét thời gian chu kỳ đăng kiểm trên cơ sở phù hợp giữa tiêu chuẩn kỹ thuật của xe ô tô hiện nay. Đồng thời, Bộ xem xét nghiên cứu phương án cho phép các cơ sở bảo dưỡng ô tô 3S, 4S tham gia kiểm định. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xây dựng ứng dụng hoặc tích hợp vào cổng dịch vụ công của Bộ để chủ sở hữu xe cơ giới đủ tiêu chuẩn giãn hoãn đăng kiểm theo thông tư 02 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16 về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được đăng ký. Các cơ quan chức năng có thể tra cứu trực tuyến, kết nối dữ liệu để khắc phục tình trạng đăng ký đăng kiểm chồng chéo. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức gặp mặt thông tin cho các cơ quan báo chí về đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan triển khai đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Mục tiêu là trong thời gian 1 năm sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc, trong đó hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn. Sau khi hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên, số còn lại sẽ hỗ trợ cho các địa phương khác trên địa bàn Tây Bắc. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng một căn nhà, tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến từ 350 đến 400 tỷ đồng. Về phương thức ủng hộ thông qua 3 hình thức, ủng hộ qua tài khoản Quỹ vì người nghèo Trung ương, ủng hộ trực tiếp đến tài khoản Quỹ vì người nghèo của tỉnh Điện Biên để tỉnh triển khai hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp các hộ gia đình của tỉnh Điện Biên. Dự kiến, lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 5 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu chính tại cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và điểm cầu 63 tỉnh thành phố. Số tài khoản tiếp nhận ủng hộ và đầu mối liên hệ: tài khoản Quỹ vì người nghèo Trung ương, tên tài khoản Quỹ vì người nghèo Trung ương, số tài khoản DBP 070-52024 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, tính minh bạch, khách quan, chính xác của bảng giá đất là vấn đề rất quan trọng, góp phần định giá đất được sát đúng. Tiếp tục phản biện và dự thảo luật đất đai sửa đổi, một số ý kiến cho rằng nên xem xét lại một số quy định về thẩm quyền quyết định bảng giá đất, hội đồng thẩm định giá đất để tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi. Theo ý kiến của một số chuyên gia, việc dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định quyền giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện sẽ khó tránh khỏi tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng trao quyền quyết định giá đất và bảng giá đất cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cũng như trong việc thành lập lên hội đồng thẩm định giá, chỉ đạo quá trình thẩm định giá và là người quyết định giá đất đó áp dụng trên thực tế. Cho cái quyền quá là lớn cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong hoạt động từ khâu đầu cho đến khâu cuối. Chúng ta chưa đảm bảo được, một là độc lập trong quá trình xây dựng, độc lập trong quá trình tư vấn, độc lập trong quá trình thẩm định và độc lập trong quá trình quyết định cái giá đất đó. Nó vẫn một cái gì đó mang cái yếu tố hành chính và cái chi phối bởi cái yếu tố chủ quan của những người đứng đầu của cấp tỉnh và cấp huyện. Độc lập đấy nó phải dựa trên những cái chi tiết cụ thể hơn nữa. Tôi lấy ví dụ, độc lập với điều kiện là cái người mà trong cái đơn vị định giá độc lập đó không phải do cán bộ mà định giá họ quyết định về mặt nhân sự. Bởi vì rõ ràng khi anh còn chịu cái sự quyết định về nhân sự, thậm chí trả lương, thậm chí là những quyền lợi khác, thì đương nhiên là anh rất khó độc lập. Mà sự độc lập đây nó phải đảm bảo là độc lập về nguồn thu, độc lập về mục đích, cơ chế tác động thì nó mới đảm tính độc lập. Một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định theo hướng cơ quan quản lý giá đất cấp tỉnh độc lập với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể và được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn mới xác định giá đất cụ thể.
việc xây dựng bảng giá đất đảm bảo công khai minh bạch, tránh tiêu cực khi xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bảng giá đất hàng năm. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba dẫn đầu thăm làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa hai đảng từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 2023. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba. Thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và mẫu mực giữa hai đảng hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng là tài sản vô giá, cần không ngừng vun đắp, phát triển và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Đồng chí Trương Thị Mai chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đồng chí Raúl Castro và đồng chí Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Díaz-Canel. Đồng chí Roberto Morales Ojeda ấn tượng mạnh mẽ trước những thay đổi to lớn của Việt Nam, bày tỏ vui mừng quan hệ giữa hai đảng, hai nước phát triển tốt đẹp với những trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên và giữa các ban ngành địa phương hai nước. Đồng chí Roberto Morales Ojeda khẳng định Đảng Nhà nước Cuba đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Cuba là biểu tượng của thời đại và mối quan hệ giữa hai đảng là nền tảng chính trị định hướng cho sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương. Ngay sau cuộc hội đàm, hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận trao đổi và hợp tác giai đoạn 2023-2028 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba.